Hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến. Hôm nay là ngày 5 tháng 9, bây giờ là mới có 5 giờ 25 sáng thôi. Nó chuẩn bị chạy ra bến xe miền Đông để mà nhập hàng ở bên Đắk Nông nha anh chị em nha. Thì bữa nay là có than chuyền chống mái và lửa chuyền chống mái chim ở bên Đắk Nông nha. Đó, cũng phải tranh thủ dậy sớm để mà đi nhập hàng rồi sau đó về còn đưa rước học sinh đi học nữa. Bữa nay là mà học sinh nó bắt đầu nó khai giảng học rồi anh chị em à. Đó, rồi anh chị em mình chịu khó đợi em tí xíu nha, để em chạy ra bến xe miền Đông em quay cho anh chị em mình xem. Wow, bến xe miền Đông bữa nay cũng khá là đông anh chị em à. Có thể là do dư âm của những ngày lễ đó, giờ bà con vẫn còn ở dưới quê, bây giờ họ bắt đầu người ta lên Sài Gòn đó, tiếp tục đi làm đi học các kiểu con đà điểu luôn. Ồ, đây để em coi coi. Đấy, giờ này người ta ở dưới quê người ta bắt đầu người ta lên rất đông luôn. Bây giờ họ xe nè, xe khách ở người ta tới rất là sớm anh chị em. Bên cái phía bên này là cái hướng hướng ở bên quốc lộ 14 đã lên nè. Để em coi coi. Ok, thôi để bên kia chạy qua bên kia vắng hơn. Cái này đông quá. Ồ, con bé này dễ thương ghê. Rồi, xe hư kỳ. Đây nè, đây là hai thùng nữa, một hai nè. Ui, kiến. Rồi, chờ than và chờ lửa Đắk Nông nha anh chị em nha. Chim mới lấy ở bên chỗ nhà xe Thư Kỳ. Rồi, để bây giờ tranh thủ chạy về nhà đưa đón học sinh. Rồi, kính chúc toàn thể quý anh chị em một cái ngày mới thật là nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc đó. Thì bây giờ em sẽ tranh thủ em ra hai cái thùng chim ở bên Đắk Nông này cho anh chị em mình xem để mà tham khảo đó, bảo tồn. Thì để em coi coi không biết thùng nào là than, thùng nào là lửa. Thùng này nhẹ thì có thể là thùng này là chìa lửa, thùng này nặng có thể là chìa than. Rồi ok anh chị em mình, bây giờ em sẽ ra cho anh chị em mình xem nha. Đó thì anh chị em nào mà có nhu cầu thì có nhu cầu bảo tồn đó thì cứ alo lại giùm em cái số điện thoại góc dưới màn hình nha. Còn cái clip mà hôm bữa em quay cho anh chị em mình xem là ông có ông chú ông bán mấy cái con chim nhỏ đó, thì anh chị em có thể xem cái địa chỉ ở cái gần gần cái đoạn cuối á, em có quay cái địa chỉ nhà ông á, thì anh chị em có thể xem trực tiếp giùm em nha. Đó, những cái con chim đó là không phải chim của em đó, cho nên là đừng có hỏi em là chim như thế nào và giá nó bao nhiêu, nói chung là em quay giùm cho ông thôi. Rồi bây giờ để em coi coi, chợ than mái chuyền nha, chợ than mái chuyền 150 cành một em nha. Con này con đầu tiên, con số 1 ha, 150 cành đó. Chim này thì anh chị em mình em nhắc lại nha, chim này thì chim Đắk Nông, sáng nay em mới đi lấy nha anh chị em nha. Chim này ở bên Đắk Nông đó. Than mái chuyền là 150k nha anh chị em nha. Rồi đó. Nọc đổ hết trơn rồi đó. Đây con mái nữa nè. Thấy chưa? Con mái này mái bội đẹp nè. Rất là to ha. Mái bội to đẹp ha. Mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ nè. Đó. Móng đầy đủ ha. Than mái này là than mái mép này nè, đó đuôi đang ra nè anh chị em nè, lông đuôi đang nhú ra nè, cánh ngủ nè ha. Đó, than mái là 150 cành nha anh chị em nha, chừa than mái nha. Con này là con thứ hai nha, tổng cộng hình như là có đầy bội nè, thấy thấy chưa. Wow, đây là than này, than bội trống nha, đang đi lông luôn nè. Đó, đang ra đuôi giống như con than mái nãy đó, đang đi lông nè, lông ống không à, đây nè anh chị em nè. Đó, than này là than bội nha, than bội này ở bên Đắk Nông nè, rất là to nha anh chị em nha, to lắm đấy. Than này 300 cành một em nha. Đó, con than này là cái con than trống số 3 nha, nhớ giùm em nha, than trống số 3 nha. Đó, rất là đẹp nè, mắt nâu, đôi mắt màu nâu. Đó, hai bên mắt rất là ok ha, mỏng nè.
Ồ, cái điện thoại sao nó không có lấy nét đó, để em zoom lớn lên cho anh chị mình xem cái móng nè, đó thấy không, móng rất là đẹp nha, mặt nè đó, mũi rất là thông nha. Con than chống này là cái con than chống bổi số 3 nha anh chị em nha, than chống bổi số 3. Tại vì em thả vô những cái chuồng nào nó có số thì em đọc cho anh chị em mình đó, chịu khó nhớ nhớ giùm em nha. Cái gì hết rồi. Rồi. Đây là than chống chuyền nha. Rất to luôn anh chị em ạ, than chuyền chống nha. Đó, 400 cành. Đây nè, to dã man chưa, than chuyền nha. Nè, coi nè. Đang chỗ lông nè, đã chưa? Con này nè, cái chỗ này là còn lông chim chuyền không nè. Chắc bóc mà, đầu rất là to, cổ to nha. Nè, than chuyền nha anh chị em nha. Đó, than chuyền chống này là 400 cành nha. Đó, 400 cành than chuyền chống. Đó, hồi nãy là con than than bổi đang ra đuôi là số 3. Còn này là cái con than chuyền chống. Con này thì thả nó vô cái chuồng số 4. Đó. Bây giờ tới lửa nè, đó, than hết rồi, giờ tới lửa nè. Đó, than nó tắt rồi, giờ tới lửa, lửa bắt đầu bén nè. Lửa thì nghe nói là có lửa chống, lửa mái nữa. Là lửa chuyền nữa. Đây, lửa chuyền chống Đắk Nông đó, mẫu rất là đẹp, con này cổ này, cổ đầu mặt nó rất là đẹp nè. Con này con số 5 nha, lửa chuyền chống số 5 nha. Đó, 350 cành nha anh chị em nha. Con này đuôi hơi tôm nè. Con này đuôi tôm nè ha. Nè, anh chị em thấy không? Đó, đẹp. Lửa chuyền chống nha, đang chỗ rất đẹp nè. Đó, đang chỗ ra lông rất là nhiều nha. 350 cành nha, con này số 5 nha. Mùa này bão lắm anh chị em à. Thằng em nó đi không có. Đây. Mái chuyền nha. Lửa mái chuyền nha anh chị em nha. Đây nè, lửa mái chuyền nè, đẹp chưa? Đó. Lửa mái chuyền giá là 200 cành nha anh chị em nha. Con lửa mái này em thả vô chung với lại thôi con lửa mái này con lửa mái này em để ở chuồng số 9 nha. Em đọc cái số chuồng anh chị em chịu khó lưu ý nhớ giùm em nha. Chống mái em để riêng tại vì thả chung sợ nó đang đi lông á, mình thả chung nó bị gãy lông anh chị em à. Cho nên là con này là con lửa mép nha. Lửa mép nè. Lửa mép này đang ra lông đuôi nè, anh chị em có thể về nuôi xổ số nha. Đây nè anh chị em à. Đây. Nó chỗ lông xong hết rồi, nó còn bộ lông đuôi nữa thôi ha. Lông mới tinh nè, móng mắt mỏ tay chân đầy đủ hết nha. Đây mép nè. Đó. Con này em để cho anh chị em mình 300 cành nha. Lửa mép này em để anh chị em mình 300 cành nha. Con lửa mép này em thả vô chuồng số 6. Đó, anh chị em lưu ý nhớ số chuồng giúp em nha. 300 cành thôi lửa mép. Lửa mép vàng, đó đang đi lông rồi, chỉ còn bộ lông đuôi nữa là xong rồi ha. Nhớ giùm em nha. Con này baby quá, chắc là con mái rồi. Đây, mái chuyền nhá. Rồi, mái chuyền này số 10 nha anh em nha. Hồi nãy là số 9 rồi, bây giờ tới là số 10 nha. Đây. Đó, lửa mái là 200 cành nha, lửa mái chuyền là mép bằng kè luôn nè. Đó, móng nè, bổ bám rất là ngon lành nha. Đó, cũng đang trong cái quá trình đang ra lông ha. Mùa này đa số là chim chuyền với lại chim non không à. Chim ở bên Đắk Nông á là thường nó có rất là trễ anh chị em ạ. Có thể là do cái khí hậu của nó. Lửa mái chuyền là 200 cành nha. Đây mái chuyền nè. Đó, mái chuyền là 200 cành, đó, rất là bèo. Bèo nhèo. Con này con lửa mái này số 11 nha anh chị em nha. Lửa mái. Con này hồi nãy là số 9, số 10, bây giờ là tới số 11. Đó, lửa mái nha. Đó, chống mái em thả vô chuồng nào em cũng đọc số hết, anh chị em lưu ý nhớ giùm em nha. Nghe em nó có báo với em là tới 4 con mái được. Đây. Lửa chuyền chống nè. Đó, lửa chuyền chống nè ha. Đó, mép là vàng đã không? Đó.
chỗ nguyên cái đầu nó đen thui rồi. Đó, 350 cành nhá. Con này chuồng số 7 nha anh chị em nha. Con lửa truyền trống này số 7 nha. Con này chỗ khá là nhiều luôn ha. Đẹp. Chỗ khá nhiều. Con này chuồng số 7. Chuồng số 7 nha anh chị em nha. Anh chị em lưu tâm giùm em nha. Chuồng số 7. Để em coi còn một con mái nữa cơ. Thằng em nó báo với em nó bắt được 4 con mái cơ. 4 con mái, 4 con trống. Đây con mái nè. Đó, mái này cũng đang bắt đầu đi lông nè. Anh chị em thấy không? Nè. Vàng khè, thấy không? Rồi con mái này à, con mái này là chuồng số 12 nha anh chị em nha. À, quên, tất cả những con này nè đều bảo hành coi như là mắt móng mỏ tay chân cho anh chị em mình nha, không có lỗi gì hết. Ủa, con này đủ tôm đẹp chưa, con trống này. Rồi con trống này thì trống truyền nè, trống truyền này chuồng số 8 nha anh chị em nha. Đó, lửa truyền trống. Đó, con này thì chuồng số 8 nha anh chị em nha. Con này là con cuối cùng rồi nè. Đó thì có con nào hot rồi, có 4 con lửa truyền trống và 4 con lửa truyền mái, với lại 4 con chè than thì có 2 con than, có một cặp than truyền trống và một cặp than mép. Đó rồi, đó thì ngày hôm nay là tổng cộng như vậy là chỉ có 12 con thôi nha, 12 con cả than và cả lửa nha anh chị em nha. Rồi chương trình truyền hình đến đây là kết thúc rồi, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Đó, để bây giờ em tranh thủ em chở học sinh nó đi học nữa anh chị em à. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo nha.